tình ta dù mình có tha thiết yêu nhau nhưng làm sao tiếp kề cận mãi bên chàng. Tôi nghe từ đây đành tiêu tan mộng đẹp buổi ban đầu. Ê, có ai ngoài sao vậy trời? Em và chị. Chị sao vậy? Chị đang quay mà. Ủa, chị quay làm gì chị? Trời ơi, chị quay cái video clip này để chị gửi cho cái chương trình Tần Số Tình Yêu. Quay tiếp đi cho có em dính vô trỏng mà mắc vậy, chị gửi cho chương trình Tần Số Tình Yêu. Chị thấy chương trình này hay quá à. Mà chị thích nữa, bị gì nói tới tình yêu mà chị đã từng trải qua rồi. Bây giờ các anh mà ngồi sau là cái bức màn đó đó, là chị muốn ngồi đây để chị tư vấn về tình yêu đó mà. Chị ngồi đó xong rồi chị lựa chọn bốn chàng trai, nếu bốn chàng trai không chọn hai cô gái đó thì chọn chị. Chị Giang, khi mà chị muốn chia sẻ một cái chuyện tình cảm, một cái chuyện nội tâm để người ta thông cảm với mình á, người ta mời mình á, chị bắt cái tông thấp xuống nha, chị đừng có bắt cái tông cho nó o rồi chị nói đâu, bắt tông thấp coi, 2, 3, tông thấp chị nói không được, tông thấp chị nói không được, tông thấp chị nói không được. Trời ơi, cái ghê quá hả, cái ghê quá, tông gì kỳ vậy, chị queo rồi. Chị hát thử một cái tông thấp thiệt thấp cho em coi, tông lòn làm sao mà hát được, tông lòn như cô Mỹ Châu coi, tông lòn coi. Kim Lan ơi rồi đấy tiếp xếp giờ bị kỳ lắm. Ừ, có kỳ lắm.